Rồi, xin chào các bạn. Sáng nay mình sẽ ráp một cái thùng máy sóc cát hộp 3 số 6 các bạn. Mà đây là cái main board thuộc cái phân khúc là quật tây xanh luôn. Cũng khá là thú vị. Các bạn tham khảo cho vui nha các bạn. Rồi, mình đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái khay cái khay của VSB Test các bạn. VSB Test và cái mã là FA405. Rồi, thì cái khay nó bên ngoài là như vậy nè các bạn. Phía trước nó sẽ có hai cái fan 12 rất là to luôn. Và fan này là fan LED. Cái này khi mình mua thì nó là có sẵn vậy luôn. Đó, cái fan dưới và fan trên các bạn nhìn rất là đặc biệt. Thông thường thì các bạn sẽ thấy như ba cái fan LED 12 nhưng mà giờ là thành hai cái fan bự. Tại bên cạnh đó thì ở trên có cái lưới nè các bạn. Ở trên đây có thể gắn thêm được hai fan nữa. Rồi ở phía sau thì cũng có thêm một cái fan LED luôn nè các bạn. Đó. Rồi bên đây là mặt kính ha. Phía trước cũng là kính. Rồi, bề ngang khá là rộng rãi. Rồi hôm nay mình sẽ dùng cái main board á, là cái main board của Asus các bạn, và đây là cái dòng quật tây xanh. Mình hay là mấy trạm nên mình thấy dòng quật tây xanh rất là thích các bạn. Và là cái mã main là Asus B6T WS tức là quật tây xanh đó các bạn. Pro vẹt là 1.01. Ở đây các bạn thấy có cái logo nè. Đó, thì ở đây nó sẽ có bóng led nhỏ nè các bạn. Khi mà mình cái máy khởi động lên á thì cái bóng led này sẽ rọi vô cái chữ Asus này cho Asus này nó sáng lên. Tuy nhiên nếu mà giờ mấy bạn gắn cái cận hình vào thì cái phần logo nó sẽ bị che đi các bạn. Đúng ra cái này nó phải nằm ở dưới đây nó mới đẹp. Rồi, ở đây có khe BCS 1X nè, BCS 16X nè các bạn. BCS 2.0 thôi. Rồi BCI-X. Các bạn thấy nó có thêm cái đuôi này nè, để trang bị một số cái cạc ở bên máy chủ hay dùng các bạn. Rồi, đây là khe cận hình thứ hai và đây là khe BCI đời cũ. Rồi, nó cũng có ROM USB nè, 1 2 3, rồi ROM 1394 nè các bạn. Rồi ROM audio thì cũng rất là bình thường. Đây là vị trí là power nè, reset nè, rồi đèn HDL LED và đèn power LED ở trên. Cái main này có một điều đặc biệt các bạn, nó thuộc phân khúc Workstation nên là nó được thiết kế với cái độ bền độ ổn định cao hơn. Rồi support NC UDIM nè. Rồi tiếp theo nữa là mấy bạn thấy đây có hai cái bọt màu đen nè các bạn, hai cái cổng màu đen. Nhìn giống như cái cổng SATA đó các bạn, thì hai cái cổng này là nó có thể gắn được cái ổ cứng SAT đó các bạn. Thì ở trên bo mạch này có sẵn LSI nè các bạn để đi test được ổ cứng SAT. Rồi, 6 cổng USB 6 cổng SATA. Hai ở đây. Rồi main này sử dụng CPU 1.66 thì chúng ta có thể gắn CPU Core i7 ví dụ như i7-920, 930, 960 hay là chùm cuối i7-990X hoặc là chúng ta có thể gắn Xeon dòng X, ví dụ X5670 các bạn 6.12 luồng, nhưng mà các bạn thấy hay ráp những cái máy giả lập á. Rồi có 6 slot RAM, ở đây đang có hai thanh RAM này, nó có LED các bạn, LED nó nhá nhá lên cho các bạn thêm khảo. Thì RAM đây là 4GB x 2 là 8GB. Rất là đẹp các bạn ha. Rồi ở phía sau này các bạn thấy là có USB 2.0 nè, phím chuột nè, rồi cổng optical nè, SPDIF nè, rồi cổng eSATA nè các bạn, và cổng mạng là sẽ có hai cổng mạng gigabit luôn nè các bạn. Rồi ngõ 394 và audio 7.1. Rất là thú vị. Rồi cái combo này giờ rẻ lắm các bạn. Main với lại CPU X5670 này khoảng tầm chừng 1,5 triệu thôi các bạn. Thì đời cũ rồi. Tuy nhiên nó cũng có cái độ đẹp và độ ngầu nhất định ha. Những các bạn nào mà ráp những cái máy giá rẻ chơi game nhẹ nhẹ nè, hoặc là làm văn phòng gì đó thì chúng ta vẫn có thể ráp những cái máy như vậy cho nó vui. Cái tiếp theo nữa là có thể overclock nữa các bạn. Overclock là dành cho những các bạn mà biết nhiều chút xíu nha. Rồi cái cận hình hôm nay mình sẽ sử dụng là cận hình MSI GT1030 2GB các bạn. Rồi SSD là ổ SSD Steam Group 120GB. Rồi, tiếp theo một cái ổ cứng chi liệu là ổ Western Enterprise màu vàng luôn nè các bạn. Và bộ cứng thì khá là bền, 500GB. Rồi, khay này là nãy mình nói rồi. Tiếp theo cái nguồn mình sẽ sử dụng cái nguồn X-Power 450 các bạn, với công suất thực là 400W. Nguồn này là nguồn mới luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp lại nha các bạn. Cái khay này cũng có cái hay các bạn. Đây là nó có cái cover của cái nguồn nè, che cái đầu nguồn lại rất là đẹp. Gắn được một SSD 2D và bên dưới này có thể gắn được ổ cứng ở trong cái hộc này nè các bạn. Rồi, mình cảm thấy cũng rất là rộng rãi, thoải mái và rất là dễ đi dây. Rất là thoáng luôn các bạn. Hai cái fan. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh những con ốc khay này cho nó phù hợp với cái mainboard của mình. Rồi mình gắn thêm những con mà chưa có ở đây. Rồi, ok các bạn, bây giờ sẽ đặt cái main vào và sau đó bắt mấy ốc lại, sau đó mình cắm dây kết nối cho nó. Thì mấy dây kết nối này cũng rất là quen thuộc, giống như H6481 thôi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái nguồn vô các bạn, sau đó mình đi dây. Dây nguồn này với lại dây tín hiệu power reset rồi ROM panel cho cái mainboard luôn. Rồi ok các bạn, bây giờ mình đã gắn cái nguồn xong nè, sau đó mình gắn cái mainboard vào thôi, mình dặn ốc rồi sau đó mình gắn mấy cái dây kết nối nè,
này là quá đơn giản đấy các bạn. Cái này nếu như mà có thêm một thanh RAM nữa gắn ở đây thì chạy Kitchener thì nó cũng sẽ rất là đẹp đó các bạn. Được 12GB luôn. Rồi bây giờ gắn thêm cái cặp hình rồi. À, che luôn cái che cái rãnh này lại nha các bạn. Rồi, cặp hình cũng rất là đơn giản ha. Rồi, dạng ốc lại. Che luôn cái rãnh này lại luôn các bạn. Đó. Cái hình này là hai ốc. Rồi, ok các bạn. Bây giờ mở máy lên cài Windows 7 cho khách hàng. Cái này khách yêu cầu sử dụng Windows 7 các bạn. Cái khay này rất là lớn, bạn có thể gắn cặp hình lớn được. Cái nguồn này thì có sẵn một cái đầu nguồn phụ 6 pin 8 pin các bạn. Có thể gắn mấy cạc rỉ hoặc là gà tía 1050 1060 được. Cái men Asus Workstation này bút lên có cái chữ Workstation khá là thú vị các bạn. Rồi, đây là cái khay đây. Đó, hai cái fan bự gọi là chà bá lửa luôn các bạn ha. 1 2. Rồi ở đây cũng có một cái fan phía sau nè các bạn. Rồi hai cái RAM nó chớp chớp này nè các bạn. Cái này là nguyên bản nó chớp vậy luôn nha các bạn, chứ không phải là mình ốp cái tản nhiệt gì thêm hết trơn á. Là RAM chớp nguyên bản đó. Các bạn thấy cái chữ Asus không, nó chớp chớp màu xanh này các bạn. Giá như mà Asus thiết kế cái chữ Asus này nằm ở dưới đây thì mình nhìn vô nó sẽ đẹp hơn các bạn. Bây giờ khi mình dựng cái khay lên á là mình sẽ thấy là cái cặp hình nó sẽ che cái chữ Asus đó lại, thì mình sẽ không thấy cái logo nó chớp chớp nữa. Rồi cái khay này thì nó có cái nút power nè các bạn, reset nè. Rồi ở đây nó có cái nút điều khiển led nè, khi mình bấm thì nó sẽ đổi màu nè các bạn. Đó, nó cũng có khá là nhiều cái hiệu ứng. Đó. Rồi mình cứ nhấp cái nút đó thôi các bạn là nó sẽ đổi ra cái màu khác. Rồi, bạn nào thích cái màu nào thì mình sẽ giữ cái màu đó, mình thích màu tím ha. Đó. Rồi các bạn ha, cái ổ cứng đó D120GB đang chạy Windows 7 nè các bạn. Rồi ổ cứng 500GB để chứa dữ liệu đây. Rồi, CPU Ryzen 5670 2.93GHz, MasterBoard là 3.33GHz, 6/12 luồng các bạn. Rồi RAM 8GB. Rồi men Asus B6TWS Pro. Rồi, ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip và đồng sức ủng hộ của mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.